Tại Đồng Nai, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng đối với Dương Hứa Hoàng Vân, Nguyễn Trường Xuyên, Nguyễn Tuấn Thành và Nguyễn Hoàng Phúc. Ba thanh niên này đã bốc đầu xe còn quay clip khoe lên mạng xã hội. Công an xác định Thanh đã dùng điện thoại cá nhân quay video, sau đó tự chỉnh sửa và ghép nhạc vào, có nội dung quay cảnh Dương Vân và NVGK thực hiện hành vi bốc đầu xe tại đường Trường Chinh, quốc lộ 51B vào ngày 1 tháng 7, sau đó đăng lên mạng xã hội. Trong đó, Nguyễn Tuấn Thanh và Nguyễn Trường Xuyên bàn bạc với nhau về việc sử dụng xe mô tô để bốc đầu xe và rủ rê lôi kéo các đối tượng tụ tập để thực hiện hành vi bốc đầu xe mô tô tại các đoạn đường thuộc huyện Long Thành. Hành vi này nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông tại địa phương.